Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chăn nuôi CP ở thị trường miền Bắc tăng giá hơi thêm 1.000 đồng trên 1 kg và hiện nay lên mức 56.000 đồng. Chính vì vậy mà giá heo hơi ở trong dân cũng tiếp tục có xu hướng tăng theo. Thị trường sôi động trong khi nguồn cung hiện nay không còn dồi dào như tuần trước. Hiện các đầu mối đang đẩy mạnh đưa heo từ các tỉnh ở khu vực miền Trung, thậm chí cả thị trường miền Nam ra Bắc tiêu thụ để hưởng tranh lệch. Nhiều đầu mối kinh doanh heo có thâm niên lâu năm tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam nhận định khi mà lượng heo ở các tỉnh thuộc thị trường miền Trung và miền Nam ra ngày càng nhiều thì nguồn cung ở thị trường miền Bắc sẽ vượt nhu cầu và điều đó sẽ khiến cho giá heo hơi trứng lại. Ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc phổ biến khung giá từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ngay như các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi cũng có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng tùy thuộc loại và tùy thuộc vào từng địa phương như khu vực Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang hay đối với khu vực Tuyên Quang. Đà tăng vẫn diễn ra, đặc biệt là những vùng có mức giá thấp, ở những nơi có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng thường sẽ tăng cao hơn từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay, nhiều nơi cũng có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng như khu vực Lai Châu, Điện Biên hay một số địa phương ở khu vực Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, với mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào chất lượng của heo. Theo ông Nguyễn Thế Trinh, trưởng ban quản lý chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam chia sẻ, trong ngày hôm nay, lượng heo về chợ vẫn nhiều, đặc biệt là heo ở các tỉnh thuộc thị trường miền Trung và miền Nam ra. Lượng heo nhiều hơn 1 phần 3 so với ngày hôm qua. Khách mua thì vẫn nhiều, nhưng số lượng heo tăng đột biến. Chính vì vậy mà đã xảy ra tình trạng hàng tồn, ở chợ đầu mối lớn nhất thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay. Với diễn biến hiện tại, giá heo hơi ở thị trường miền Bắc vẫn có thể tăng trong vài ngày tới, nhưng sẽ khó tăng cao. Đổi lại, giá heo tại các tỉnh ở khu vực miền Trung và miền Nam cũng sẽ giao dịch một cách sôi động hơn, ông Trinh cho hay. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, nhiều nơi cũng đạt mức giá 53.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An hay là đối với tỉnh Hà Tĩnh. Mức giá giao động trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc thị trường miền Trung là 49 cho đến 53.000 đồng. Khu Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay hầu như không có sự biến động. Tại các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay có xuống tăng nhẹ, nhiều địa phương báo giá tăng thêm 500 cho đến 1.000 đồng trên 1kg. Đặc biệt là khu vực Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa. Trong khi đó, Tây Nguyên có mức giá cao là 50 cho đến 52.000 đồng. Tuy nhiên cũng có những khu vực trong ngày hôm nay chỉ đạt mức giá từ 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Cuộc Đắk Lắk, Gia Lai hay Con Tum trên dưới 50.000 đồng trong ngày hôm nay tùy thuộc vào chất lượng của heo. Những đàn heo đẹp bán được 51 cho đến 52.000 đồng, xấu thì ở dưới 50.000 đồng. Tại các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay không có nhiều biến động, dù sức tiêu thụ có tốt hơn do các đầu mối đang đẩy mạnh thu mua đưa ra Bắc. Một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh và Địa Vũng Tàu hay khu vực Đồng Nai phối mức giá giao động từ 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, ở thị trường miền Tây, nhiều nơi có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Tuy nhiên, những đàn heo xấu hơn cũng có mức giá từ 47 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Ngay như khu Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng, hai khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh đang giao động trong khung giá như vậy. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá giao động từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. ghi nhận cuộc ba vì của thành phố Hà Nội, những đèn siêu ma máu loại 1 có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng khung đan phượng phối mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hải dương đẹp ở mức 55.000 đồng trên 1 kg, xấu hơn một chút thì ở mức 52 cho đến 54.000 đồng tùy loại. Hải phòng trong ngoài hôm nay cũng đã chạm mốc 55.000 đồng và phổ biến khung giá từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hưng Yên trong ngày hôm nay bình quân đạt 54.000 đồng Tuy nhiên, quanh thành phố Hưng Yên, một số hộ chăn nuôi đã bán được với mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay, phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng, khu vực sông Lô 54.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh với mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Theo đẹp ở huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định đã bán được mức giá 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Ninh Bình bình quân 53.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay, khu vực Duy Tiên, Thanh Liêm có mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Các khu vực khác phổ biến mức giá từ 50 cho đến 52.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay có mức giá đỉnh là 54 cho đến 55.000 đồng. Thậm chí khu vực Hưng Hà của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay đã bán được mức giá 56.000 đồng cho lái mổ địa phương các bạn nhé. Đây là tỉnh có mức giá cao nhất ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tính đến thời điểm hiện tại. Một số địa phương ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay cũng có mức giá cao như Sơn La 50 cho đến 52.000 đồng. Hòa Bình trong ngày hôm nay phối mức giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay báo giá 51.000 đồng. Khu vực Lạc Thủy báo giá 52.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu và Điện Biên phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng đặc biệt khu vực mường trà của tỉnh điện biên trong ngày hôm nay cậu chăn nuôi bán với mức bình quân là 54 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực trung du và miền núi có đàn heo lớn như khu vực thái nguyên 53 cho đến 55 000 đồng. Phú thọ trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá 54 000 đồng trên 1 kg và đang đạt mức giao động từ 52 cho đến 54 000 đồng. Bắc cạn 52 cho đến 53 000 đồng trên 1 kg. Học Tuyên Quang trong ngày hôm nay có mức giá 50 cho đến 54.000 đồng. ghi nhận trong ngày hôm nay ở quanh khu vực Yên Sơn của Tuyên Quang có mức giá bình quân 53.000 đồng. Quảng Ninh 55.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn trong ngày hôm nay cũng đạt 52 cho đến 53.000 đồng. Lào Cai và Yên Bái phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Hà Giang 53.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Theo chọn bán ở khu vực Yên Thế cho lái mổ địa phương trong ngày hôm nay ở mức 54 cho đến 55 000 đồng Đây là dòng heo siêu các bạn nhé. Khu vực Cao Bằng phổ biến mức giá 51 cho đến 53 000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, ghi nhận Thanh Hóa có mức giá 50 cho đến 53 000 đồng. Khu Quảng Xương, Hậu Lộc nhiều hộ chăn nuôi báo giá 53 000 đồng trên 1 kg. Thậm chí ở huyện Cầm Thủy trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi cũng báo giá 52 cho đến 53 000 đồng. Nghệ An ở mức 50 cho đến 52.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá 52.000 đồng. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh đang có mức giá này. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay có mức giá giao động 51.000 đồng. Quảng Nam 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Bình Định 51.000 đồng. Phú Yên trong ngày hôm nay báo giá cao nhất 53.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa 50 cho đến 52.000 đồng, trong khi đó Cục Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở Cục Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng như Con Tum 53.000 đồng, Đắk Lắk 51.000 đồng trên 1 kg, thuộc Gia Lai phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng, Lâm Đồng cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Đắk Nông phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Một số địa phương ở thị trường miền Nam như khu vực Đồng Nai 50 cho đến 52.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh 51.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương, Bình Phước hay đối với khu vực Tây Ninh phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng và Thị Vũng Tàu 52.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây như Hậu Giang 53.000 đồng, Vĩnh Long trong ngày hôm nay đạt mức giá 52.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng khu Đồng Tháp 51.000 đồng trên 1 kg, Cần Thơ 50 cho đến 52.000 đồng, Bạc Liêu trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. An Giang 52.000 đồng, Tiền Giang cũng có mức giá tương tự khi ở khu vực Cai Lậy báo giá 51 cho đến 52.000 đồng. Kiên Giang trong ngày hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng lên mức 50 cho đến 51.000 đồng. Cà Mau 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh trong ngày hôm nay ở mức 48 cho đến 51.000 đồng, Sóc Trăng 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy tiếp tục đăng ký kênh để cập nhật giá heo hơi ở thời điểm nhạy cảm này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.